Thì thông qua số hotline của đường dây nóng, chúng tôi cũng nhận được phản ánh của người dân sinh sống tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội về những cây cột điện tại ngõ 634 đường Kim Giang đứng giữa đường khiến cho việc đi lại của người dân nơi đây gặp rất nhiều sự khó khăn. Theo phản ánh, ngõ 634 đường Kim Giang là một trong những con ngõ tập trung đông người dân sinh sống nên lưu lượng mật độ phương tiện tại đây luôn đông đúc, nhất là vào các khung giờ cao điểm. Tuy nhiên, tại con ngõ này lại xuất hiện những cây cột điện án ngữ giữa lòng đường và là nguyên nhân gây ùn ứ, đặc biệt là mang đến nguy cơ mất an toàn giao thông cao, nhất là vào buổi tối, ban đêm khi tầm nhìn hạn chế. Trong đó, nếu như người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát hay làm chủ tốc độ là rất dễ tự gây tai nạn cho mình. Đề nghị chính quyền xã Thanh Liệt, các đơn vị liên quan sớm kiểm tra và có phương án di dời những cột điện này vào vị trí phù hợp nhằm bảo đảm an toàn cho người dân cũng như mỹ quan khu vực.